Lô Cá Nam thì ngoài trừ cái dòng chiếc Rocket 3 mới về các bạn, thì bên cửa hàng Triumph cũng mới về cái dòng T100 chiếc phiên bản 2020 phiên bản Bird Ekin này các bạn ha. Đây Bonneville đây ha. Bonneville T100 Bird Ekin các bạn, đi ngang qua cho các bạn coi ha. Dành cho các anh em mà fan của dòng Bonneville ha. Nhìn cái cục máy đá không? Đây nó có cái nắp này nè. Sáng bóng luôn nha các bạn. Phiên bản T100 Bird Ekin ha. Đây. Màu phối rất là đẹp mà các bạn. Trắng đỏ ha. Những dòng xe này là những dòng xe gọi là huyền thoại của Triumph nha các bạn. Sherman Oaks, California, Bird Ekin nha các bạn, Triumph. Đây bên hông nó có cái ốp bình xăng này cũng đẹp nè. Hai con giống hệt nhau các bạn, khác nhau cái yên. Khác nhau cái yên này thì đằng sau, yên ngồi người sau nó có cái dạng bánh mì. Con này thì không có dạng bánh mì ha. À, con này là T120 các bạn, sorry các bạn. Là T120, bên này là T100. Bonneville T100 Bird Ekin. Còn bên này là bản Bonneville T120 Bird Ekin nha các bạn. Cũng có cái nắp cái lót bình chân, nóc chân, lót chân ở chỗ bình xăng này ha. Rồi này Bonneville T120 các bạn, Bird Ekin ha, giá từ 589 triệu nha các bạn, phiên bản đặc biệt ha. Còn cái phiên bản T100 thì giá là từ 419 triệu trở lên ha, màu đỏ trắng. Con này là Truxton đây các bạn ha, Truxton AS đây ha. Con này thì như cửa hàng cũng mới về. Làm mua hết rồi. Ba chiếc này có chủ hết rồi mà ha, phục vụ liền. Chiếc này nó là muốn mua là chờ được xong, cọc cũng có được xong. Này là một chiếc huyền thoại đi đúng không? Xe gọi là mẫu xe huyền thoại của Triumph. Bản S là 2020 luôn. Dục. Cà phê sơ sơ đúng không? Lip on ha. Đây lái thấp đây. Còn trước là on này. Hả? Đúng rồi. Trước là một Showa. À, phụ trước là Showa, đúng rồi, sau liền ha. Kiểu đồng hồ quá đặc trưng rồi các bạn. Rồi sơ ha, bình xăng nó thun dài. Đúng rồi, dài mà thon. Đi một người ngồi ha các bạn ha. Cái này gỡ là được rồi, nhưng mà gỡ lên cái người sau thôi người được. Sau. Này cà phê rơi sơ thì anh em đi chơi mình thôi. Gái ngủ rồi đi xe khác chứ. Phụ cố linh dành cho Triumph luôn nha các bạn ha. Giá cả con này từ 619 triệu rồi lên nha các bạn, nhưng mà cái chiếc này là mua hết rồi, bạn bán hết rồi. Ai mà anh em mà muốn mua thì phải đặt cọc không? Đặt cọc rồi chờ lần sau vậy. Đặt cọc chờ lần sau vậy. Cho qua các bạn.